lấy rồi để hết luôn. Trời ơi, cá ơi. Cái con vịt lại đây, Luca cho ăn bánh rồi kìa. Cho vịt ăn đi Luca. Cho vịt ăn. Oh, mất cái bánh của con rồi. Ôi trời. Bạn này của Luca đây, cho vịt ăn luôn. Ừ. Ờ. Cái này của vịt. Ờ. Ờ, cái này của con vịt. Tại sao lại dành ăn của vịt hả? Mấy con vịt này dành ăn của ta. Con gần gần chỗ Luca này mày, cho nó tới cho Luca thấy con vịt. Ô, con biết tại sao rồi, tại thấy con chó. Đây con chó này vừa chạy ra này, đây 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 con chó này nó rụt, mấy con vịt nó sợ nó bay xuống dưới đó hết. Chó ăn rồi con. Ừ, vịt đang chơi với Luca, một con chó phá đám kìa Luca ơi. Bà con chó nó con vịt nó không dám lại gần. Đây con đừng nói chó dành ăn của vịt nha. Ở thịt đây. Này, go. Chica. Em bro chạy chica. Chó của một cô bé này. Ôi, oh, con chó này đẹp ghê quá. Mới được hôn được. Hai con chó này dành ăn của lũ vịt nè. Luca, đây là chó, đây là hôn được. Đây con chó này con, đó con chó này, đây. Đây là con chó. Ừ, đây con chó này này con, bên cạnh này, đây 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 nè. Con chó dưới chân con kìa, bên cạnh đó, đây con chó này. Chó cũng theo áo này nữa. Rồi. Trời, vịt ăn mà mặt con buồn vậy. Rồi, lộ vịt chó đi rồi thì lộ vịt lại lên. Vịt con đang bò, cặp vịt mẹ đang bò tới. Đây đây đây, vịt đang đây đây đây, vịt ăn cho của con này. Lượm cái bì này dục không mẹ. Rồi, cái lục vịt này ăn xong là ngoảnh đít đi luôn nè. Biết không coi gì là ngoảnh đít nó đi một mặt luôn này con. Thấy chưa? Bye bye. Ok bye bye lượm vịt đi con. Bye bye. Bye bye. Bye bye. Opa. Bắt cờ, bắt cờ, bắt cờ.